sau khi ngâm xong bây giờ mình sẽ rửa rồi mình sẽ cho nó lên nồi nha. Nó bự quá rồi. Tại vì bây giờ mình chỉ làm hai nhị cho lên hấp nha. Đây mình sẽ chiên trứng với lại củ hành trắng, mình sẽ cho muối vào bóp nha. Sau khi rửa sạch mình sẽ cho trứng vào nha các bạn. Nên nó sẽ bể nha. Chứ thật ra nó không có bể nha. Sẽ nêm nếm như thường lệ nha. Cho dầu vào chiên trứng nha các bạn. Đúng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn đơn giản thôi. Như là cái xài này. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn với mình nha. Mời các bạn ăn nha. Thịt nó dai đúng không các bạn? Ngon. Ăn biết rồi muốn ăn gì mình ăn nè. Ngon. Mời các bạn ăn tiếp nha. Thịt nó chắc ngon các bạn. Này chắc ăn được không ạ? Mình nghĩ ăn thế này.
Nên mình ăn tới đây thôi nha. Hẹn các bạn vào video tiếp theo nha. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.